He will tell you why. So, thank you. Xin giới thiệu với các bạn là đây là Julia và cô ấy thì năm ngoái đã tham gia hội thảo quốc tế ở trường Học viện Báo chí Tuyên truyền tại Hà Nội. Và trong cuộc hội thảo đó thì cô cũng đã giới thiệu về thông tấn xã Áo. Thế nhưng mà trong cái chương trình học tập tại Áo của các bạn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn là ngoài những bài giảng thì các bạn tới thăm những cái cơ quan thông tấn trực tiếp để các bạn có thể hiểu hơn về quá trình sản xuất truyền thông của Áo cũng như là những cái bước phát triển về truyền thông của Áo. Nên là tôi nghĩ là hôm nay là một cơ hội rất tốt khi chúng ta đến thăm thông tấn xã Áo. Vì là đây là một cái mô hình khá là độc đáo ở toàn châu Âu. Sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện, sẽ được gặp với Volta Volosin là đã relations and communication departments in different companies. Cái công ty đó của tôi thì tôi làm nhiệm vụ là đo lường và đánh giá về quan hệ công chúng. We are a very small company. But here we have really big ones. We have the Upper OTS and we have the Upper De Facto. Upper De Facto is, they're just sitting over there. A big, 100 people are working there. And they are doing, how do you call it? Medienbeobachtung. Họ muốn bàn thảo một cái vấn đề gì đó thì họ rất là khó gọi những cái biên tập viên khác đến. And the editor at this moment, in this famous afternoon, he had to run up there, down there again, and try to coordinate and coordinate all journalists. Và ông tổng biên tập thì rất là khó khăn bởi vì là ông muốn gọi một người nào đấy thì ông cũng phải đi lên rồi đi xuống các tầng thì ông mới có thể ra mới có thể bàn luận được với biên tập viên. And this was the final moment when we decided to try to build a complete new concept. And our idea has been to find an open, okay. But altogether it's 2000. Yeah. Okay. Yeah. Could you please? And the concept is, editor-in-chief is sitting here right in the middle, and the various departments are organized like that. And there are absolutely no walls in between. So it's an open floor, no walls in between. You will see later, actually. Yeah. In what departments? Nhìn cái mô hình này thì các bạn sẽ thấy ý tưởng của chúng tôi là như thế này. Ông tổng biên tập sẽ đang ngồi ở chính giữa là trung tâm và các phòng ban liên quan tới cái ban biên tập đó thì sẽ là ngồi xung quanh. Thế nhưng mà không có bức tường nào ngăn cách giữa các phòng đấy đâu. Lát nữa các bạn sẽ thấy. Lát nữa các bạn đi thăm các bạn sẽ thấy. So it. The purpose is that the editors of the various departments can easily communicate between each other, and it's easy to communicate for the editor-in-chief with all of them. Như vậy là các bạn sẽ thấy là những cái phòng khác nhau họ sẽ rất là dễ dàng để họ có thể giao lưu và trao đổi với nhau, và cũng ông tổng biên tập thì cũng sẽ rất là dễ dàng khi trao đổi với tất cả các phòng mà ông ấy muốn quan tâm, muốn thảo luận. And it's not only a question of communicating between the various text departments, but also especially with the picture and infographics and video department. Điều này thì rất là không chỉ là dễ giao tiếp trong những cái văn bản mà chúng tôi còn rất là dễ giao tiếp khi mà chúng tôi bàn luận những vấn đề liên quan tới các bức ảnh, bức tranh hay là những cái thông tin mềm khác. The various heads of the departments are sitting here. Who is working on a story? He is responsible for the content, the quality, and he is the one who pushes the button and sends the news outside. So this is a completely different structure. I know many other agencies who work differently. Tôi xin nói một chút là vì Thomas có hỏi một cái câu là tại sao người ta lại ngồi kiểu như thế, ví dụ như là có phải là do ông tổng biên tập ông ấy muốn kiểm soát tất cả những cái trưởng phòng biên tập của ông ấy không, thì ông ấy có nói một chút về cái sự khác biệt giữa cái thông tấn xã Áo bây giờ và cái thông tấn xã Áo ngày xưa ở cái tòa nhà cũ. Có nghĩa là ông tổng biên tập của cái thời thông tấn xã Áo mà còn đang ở tòa nhà cũ ấy, thì cái chức năng của ông ấy là không phải là chức năng kiểm soát tất cả các dịch vụ, mà
nhà báo và các biên tập viên của từng phòng thì họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt nội dung và về mặt chất lượng của tờ báo đó, và họ sẽ tự bán các thông tin đó cho các cơ quan khác. Còn hiện nay khi mà họ đã chuyển sang tòa nhà mới thì cái cơ cấu tổ chức của họ hoàn toàn khác, là tất cả là đều phải qua tổng biên tập, và tổng biên tập là người kiểm soát toàn bộ cả cái phần nội dung và phần chất lượng. Okay, point one. There is nobody who controls the editor. It's their responsibility. What is the role of the editor-in-chief who is sitting here? What is his function? His function is primarily to do the planning for the next day or the next week. He coordinates meetings. There are at least 3 meetings during the day on this famous table, where the people decide together what are the next steps. Apparently a coordinating function, definitely a managing position, but not a controlling function. Như vậy là tôi phải nói rõ với các bạn là cái sự khác nhau giữa chức năng của ông tổng biên tập cũ và ông tổng biên tập hiện nay. Thì ở ông tổng biên tập cũ thì chức năng của ông ấy không phải là để kiểm soát về nội dung và chất lượng của bài viết, mà là nhiệm vụ của ông ấy chỉ là lên kế hoạch cho các bước tiếp theo thôi. Và nhiệm vụ của ông ấy như là nhiệm vụ kết nối các phòng lại với nhau, có nghĩa là trong một ngày thì có thể ông ấy sẽ tổ chức 3 cuộc họp với các trưởng phòng, và họ sẽ quyết định là bước tiếp theo năm tuần tới hay là tháng tới thì họ sẽ làm gì. Khi mà có một sự kiện rất là lớn diễn ra đột ngột mà chấn động toàn thế giới, ví dụ như là vụ 11 tháng 9 chẳng hạn, thì nhiệm vụ của ông ấy sẽ là gọi tất cả các trưởng phòng tới để họp và bàn xem là người chia nhau nhiệm vụ, xem là người này làm cái gì và người kia làm cái gì. Có nghĩa là nhiệm vụ của ông tổng biên tập cũng không phải là kiểm soát toàn bộ, mà nhiệm vụ của ông ấy chỉ là hoàn toàn lên kế hoạch và kết nối. And when they, one of them, sees there is a mistake, he calls them up and says, okay, guys, it might be wrong, or it is wrong. And then it's their task to send a correction version, a corrected version. Correction. A correction. Correction. Yeah? Yeah. Okay. And it is chúng tôi có mối quan hệ rất là chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi, với các tờ báo, các phương tiện truyền thông khác, cũng như là đài ORF chẳng hạn. Thì ở đó họ cũng đã có những cái nhà báo của riêng họ rồi, thì các nhà báo đó họ sẽ đọc những cái câu chuyện, những cái tin bài của chúng tôi, và nếu như họ thấy có lỗi, có cái lỗi nào đó trong bài báo đó, thì họ sẽ gọi tới cái người, cái nhà báo của chúng tôi mà người mà làm sai ấy, và nói rằng là câu chuyện này sai rồi, và bắt buộc là phải sửa lại thông tin. Other news agencies as well, but this is an exchange, I think. This is an exchange subject, and maybe we can talk about that afterwards. Yes, when we have been in dance to the news desk. Yeah. If it's fine with you. I think we should do the whole program now and go down. Okay. Bạn Ngọc thì bạn ấy có hỏi là có bán tin này cho nước ngoài hay không, hay là chỉ ở trong nước Áo chỉ trong nước Áo thôi, thì ông có trả lời là chủ yếu là trong nước Áo, nhưng mà nếu mà có cái đối tác nào ở nước ngoài thì chúng tôi cũng cung cấp. Hiện nay thì cái thị trường đấy rất là nhỏ. Và bạn ấy có hỏi là các tin này thì có ở tiếng Anh không, hay là chỉ là tin tiếng Đức. Thì ông ấy nói rằng là chúng tôi chỉ có, vì cái thị trường nhỏ nên là chúng tôi chỉ có một người là làm phụ trách cái phần tin tiếng Anh này thôi, nên là cũng không nhiều. Chủ yếu tin của chúng tôi vẫn là tiếng Đức. Our clients or the newspaper editors would have to do this job, and then this is a key function. Yeah. Chúng tôi khi mà làm, xin nói một chút về cái quá trình làm tin quốc tế của chúng tôi, bởi vì trong này chúng tôi cũng có một cái mục về tin quốc tế. Thì nếu mà mình làm một nhà báo ở trong nước thì họ rất là dễ dàng, họ đi lấy tin, ví dụ như họ có thể đi tới các cuộc họp báo hay là họ đi tới cái sự kiện để họ làm tin. Thế nhưng mà đối với các tin quốc tế thì chúng tôi cũng sẽ được providing news. You can see here you have the numbers of the news, and until now that we have 179 news items since midnight. Then you can see the section where it comes from, the department. Date, time, of course, and then we have the title of the news item. And then you can click on the news item, and then it's very structured again. This is a code which everybody in the news business knows. Uh-huh.
Then we have Schlagwortung. Headlines. No headlines. No, there are different codes. So you can find and you can search for different topics, and it's very structured. And then you have a lot of information at the bottom. The bottom again. And this is an international system. I see. Uh-huh. Can you go up once more? Yeah. If you see this. Do you want to translate for the? Để nói về những cái tin trước khi nói về những cái cụ thể hơn về cái việc là chúng tôi trao đổi tin giữa ATA thông tấn xã Áo với lại các thông tấn xã khác, thì tôi muốn nói cụ thể hơn một chút về cái hệ thống dòng tin này của chúng tôi. Ví dụ như từ 12 giờ đêm đến bây giờ là chúng tôi thu được 179 tin chẳng hạn. Thì ở trên cái bảng phía bên trái này thì nó sẽ nêu rõ là cái thời gian rồi ngày tháng cũng như là tít của cái tin đó. Thì với cái tin nào tôi quan tâm thì tôi sẽ click vào cái tin đó, thì nó sẽ hiện ra cái dòng phía bên cái mục phía bên phải. Và phía bên phải cái mục ở trên cùng ấy đó là cái mã của cái tin. Thì cô ấy nói rằng là những người nào làm tin thì đều biết là mỗi cái tin nó đều có một mã như thế. Phía tiếp theo đó là những cái thông tin chung về cái tin mà bạn có thể sử dụng nó để tìm thêm thông tin. Và phía dưới là cái bài về tin đó. This means all sources, and this is a sign that the Austrian Press Agency has one of the most powerful databases in Austria. In the German speaking world. Bây giờ tôi cũng muốn chia sẻ thêm một thông tin, đó là thông tấn xã Áo của chúng tôi có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh nhất trong tất cả các nước nói tiếng Đức. So, because in the first part we had the newswire, and now we have what the media are making out of the news. So this is a database for every single article that is published in a newspaper and for most of the news information on TV and radio. Trong cái hệ thống cô ấy nói là sau khi mà mình đánh tên về cái chủ đề mà mình muốn tìm ấy, thì ví dụ như đây cô đang đánh Việt Nam hoặc là Học viện Báo chí Tuyên truyền hoặc là Thomas, thì sau khi đó thì sẽ lựa chọn các phương tiện truyền thông. Ví dụ như là bây giờ cô đang chọn báo in hàng ngày ở Áo thì xem là nó có không. So now you can see I've selected all the Austrian newspapers and they all give us their articles at the same time as they send it to the printing machine. Mm-hmm. So we have really the original documents. And now I'm going to search. Too much about Thomas. In addition of the German, or most of the German newspapers and the Swiss newspapers. Đây là một hệ thống tôi nghĩ là độc đáo nhất. Độc đáo ở cái chỗ không phải là họ có cái nguồn cơ sở dữ liệu của riêng họ, mà độc đáo ở chỗ là chúng tôi có nguồn cơ sở dữ liệu của các bài báo mà chúng tôi bán ra ở trên khắp các loại phương tiện truyền thông đại chúng trên khắp nước. Okay. And HEC, and there you see this is a little problem because HEC, we find a lot of results for HEC, but this is a judo club in Lower Austria somewhere. Yeah. So Google, another result. Yeah. Khi mà tôi tìm từ AJC thì nó là một cái nghĩa khác. Ví dụ đây trong trường hợp này thì nó lại là một cái câu lạc bộ judo chứ không phải là trường của các bạn đâu. Not bad. Economic background and one of the reasons for our strengths in this system. This is a source of tremendous additional income. Of course. Yeah. Thông tấn xã Áo là một thông tấn xã rất là quan trọng về vấn đề kinh tế. Nó là một trong 6 cái thông tấn xã lớn nhất và mạnh nhất ở châu Âu. Chúng tôi có cái tiềm lực kinh tế rất là mạnh. Và cái thu nhập chính của chúng tôi là cái thu nhập từ những cái việc mà chúng tôi bán các tin bài của chúng tôi. 100 to 140 agencies are directly or indirectly interconnected between each other. Yeah. So it's a worldwide network of news flow, which provides a news flow. And again, at least in the Western world, there exists almost no single medium which is produced without a news agency.
Nếu như chúng ta có thể nhìn vào cái kết cấu, cái cơ cấu của các thông tấn xã ở trên toàn các quốc gia trên thế giới, thì nếu như các bạn đếm thì có khoảng 130 đến 140 thông tấn xã trên thế giới. Hầu hết ở các nước thì họ đều có thông tấn xã của riêng họ. Và hầu như các nước, ví dụ ở Việt Nam của các bạn, thì thông tấn xã nó là của quốc gia, nó là đại diện cho tiếng nói của quốc gia. Thế nhưng mà ở các nước thì ngoài thông tấn xã của riêng các nước thì trên thế giới có khoảng 10 thông tấn xã, nó là thông tấn xã quốc tế. Và tất cả những cái dạng thông tấn xã này đều có liên hệ hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp với nhau, và họ đều cung cấp ra những cái dòng tin. Nhưng mà tôi phải nói lại một lần nữa rằng là ở đây thì bạn rất là khó có thể đưa ra được những cái tin đáng tin cậy, và hầu như là họ sẽ dựa vào những cái nguồn tin đáng tin cậy từ thông tấn xã, mặc dù chúng tôi là tư nhân. When I talk about international news agencies, these are agencies from the type Reuters and Associated Press or Agence France-Presse, and all these big ones, they have their own editorial offices in about 130 to 160 countries worldwide. And they all have contracts with the national agencies. And take the Austrian example. If you look into Reuters or into IEP and read there a story about Austria, then it's most of this content is coming out from APA. So it's an exchange service. We get their service and they get our service. And this is true for all these 100 and 140 news agencies worldwide. They are interconnected via exchange services. The reason why agencies like APA are fighting so heavily to provide their even also political independence, because there is no doubt that in all the also Western countries, political institutions try to influence the news agencies. Và cái thông tấn xã áo của chúng tôi thì hầu như là chúng tôi đang đấu tranh rất là tích cực để chúng tôi đưa ra những cái thông tin mà nó mang tính cả về độc lập về chính trị nữa. Thậm chí cả những nước phương Tây thì tôi vẫn cảm giác là họ cái tin của họ vẫn khá là mang tính thiên vị mà chính trị. But the key success factor and the precondition for keeping independent is the economic independence of an agency. Nhưng mà cái nguyên nhân quan trọng nhất là vì sao chúng tôi thành công, đó là chúng tôi độc lập về mặt kinh tế. As long as we do not need money from the government, they cannot put pressure on us. Vì là chúng tôi không cần tiền của chính phủ nên họ không thể gây áp lực gì với chúng tôi hết. But as soon as you go to them and say, okay, we need some substantial money, then they say automatically, okay, you get the money, but okay, we control in future the top management. We decide who is the number one and the number two and who will be the new editor-in-chief and things like that. Let me add something, because Ich weiß nicht. Ja. 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 Ja.